Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 4 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, nối từ điểm cầu trường chính trị thành phố đến các quận, huyện ủy, các đảng ủy trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng và các đảng ủy các phường xã trên địa bàn thành phố. 5 năm qua, việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 được các cấp ủy trên địa bàn thành phố gắn với việc học tập và làm theo gương Bác trong điều kiện phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 nhằm lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp. Tỷ lệ cán bộ đảng viên tham gia học tập đạt trên 95%. Các địa phương đơn vị đã lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chuyên đề hàng tháng tại chi bộ, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ chính trị. 100% các tổ chức đảng và đảng viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan, đơn vị đã xây dựng tiêu chí, chuẩn mực đạo đức để rèn luyện, học tập và làm theo gương Bác. Hầu hết các tiêu chí đều mang nội dung cụ thể, ngắn gọn, thiết thực, dễ nhớ, dễ thực hiện. 5 năm qua, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới như quần huyện Liên Chiểu với mô hình chi bộ giúp đỡ hộ nghèo, đảng bộ bộ đội biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng với phong trào nuôi heo đất tiết kiệm, mô hình khu dân cư thân thiện với môi trường, mỗi tuần một việc tốt, mỗi tháng một điển hình, quần ủy Sơn Trà, mô hình móc khóa an ninh, quần ủy Cẩm Lệ, mô hình bốn xin, bốn luôn trong cải cách hành chính của huyện ủy Hòa Vang, mô hình xe cứu hỏa tự chế, ba biết hai hỗ trợ của quần ủy Thanh Khê, mô hình mỗi ngày làm thêm một giờ vì bình yên cuộc sống của nhân dân, đảng ủy công an thành phố, mô hình bánh chưng xanh vì người nghèo, đảng ủy quân sự thành phố. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị đã nêu ra một số mặt tồn tại hạn chế, đồng thời triển khai kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần phải quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung, học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ đảng viên. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân. Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh. Thứ nhất, chúng ta phải tiếp tục kiên trì, kiên quyết với quyết tâm chính trị cao để triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp về việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4, chỉ thị 05 theo đúng yêu cầu mà nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã chỉ ra. Đặc biệt là phải quán triệt thực hiện kết luận số 01 và các nội dung trong bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 cùng với bài viết về một số vấn đề lý luận thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Thứ hai, cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Trung 4 và chỉ thị 05 trong cán bộ đảng viên, nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ. Vận dụng ưu thế của khoa học công nghệ, các kênh thông tin báo chí, kể cả mạng xã hội để nâng cao chất lượng, tạo hiệu ứng, lan tỏa sâu rộng hơn, nhất là tuyên truyền những tấm gương điển hình tiêu biểu, những nghĩa cử, hình ảnh cao đẹp của người dân thành phố đến với bạn bè trong nước và quốc tế, để thành phố chúng ta ngày càng phát triển tốt đẹp hơn, là điểm đến hấp dẫn hơn của du khách và nhà đầu tư. Thứ ba, trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết Trung 4, chỉ thị 05 cùng với kết luận số 01 phải gắn chặt với các quy định của Trung ương, của Thành ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị cần xác định rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, kiên quyết khắc phục mọi biểu hiện quan liêu, xa rời thực tiễn, xa rời cơ sở, xa rời quần chúng. Và chúng ta phê phán những cán bộ đảng viên không dám nói, không dám hành động, thủ hòa, an phận,
nhất là tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm đang tồn tại trong đội ngũ cán bộ và kể cả cán bộ lãnh đạo của chúng ta hiện nay. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp ủy đảng thực hiện tốt chỉ thị 04 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên gắn với sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tiêu chuẩn, không còn đủ tư cách ra khỏi đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 và chỉ thị 05, kết luận 01 của Bộ Chính trị khóa 13. Hội nghị đã tuyên dương khen thưởng 13 tập thể, 17 cá nhân điển hình về thực hiện nghị quyết Trung ương 4, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.